Hello, chào mọi người. Mọi người ơi, có ai rảnh đi qua mới ghé vô xem mà ủng hộ kênh Trịnh Nghĩa với. Đấy, mình thấy có những cái rất là ngược đời mọi người ạ. Đấy, cho nên nói cho mọi người biết rằng đó, là quên xin lỗi mọi người, dư là nick mình đang ít người lắm nhưng mà mình cũng nói rồi, ai rảnh thì mời mọi người ghé vô xem nha. Đấy, thì dư ở đấy là mấy cái bữa từ ngày 11 tháng 6 đến dư là có cái chuyện gọi là cái đoàn cái bọn nhân quyền ở Tây đấy, nhân quyền Mười Lò đấy, thì nó đến Việt Nam, nó đến Đắk Lắk nó can thiệp. Đấy, thì cũng như mọi lần trước, như là như có khá nhiều lần là trước đấy đấy, trong những cái livestream của mình có nói rằng là người ta đấy, chào anh Nguyễn Tâm nha, con người á, đen thì thích trắng, trắng thì thích đen, rồi á thì giống như da trắng á thì phải lấy là nó thích cái da màu người Việt Nam như mình đấy, thì nó phải lấy cái người da đen để mà chúng lại mà đẻ được con thành mi ra mi có cái màu da như của Việt Nam đó nè. Thì đó là cái thích, là cái bản gợ cái bản năng của con người đấy, chứ không phải là như những cái con phản động là Nguyễn Yến Khánh á, chúng mày nói rằng là nhớ ơn Đảng mà chứ là có đoàn đoàn là hàng đoàn là dài bằng hàng km, là ngày nào cũng như ngày nào đứng trước cái gì cơ sứ quán à, để mà xin visa đi xuất khẩu lao động, để rồi sáng là làm ốt xin chăm sóc người già, rồi rửa khu rửa đít cho các cái bà già, rồi lao động làm nó làm kia đấy. Thì tao nói với mày ấy, là con người, cho nên lực đó là cái bản năng của con người, là nó thích khám phá và nó thích tìm hiểu, chứ dư ở đâu chả ở đâu bằng ở Việt Nam hết á. Đó là tao nói thật với mày, với mọi người rửa nha, mọi người nha, đừng có nhầm tưởng, đừng có nghe những cái bọn nước ngoài, bọn sư bản đấy, sư tư bản đấy, nó rêu rao rồi lại tưởng rằng là nước nó là văn minh là thế nào thế trái, có nhưng mà rất ít chứ không nhiều, giống như Đức này đây là u chứ Úc ít thôi, phân ít các nước, rồi Hà Lan. Đó là những cái nước mà đang tương đối là đáng sống lên nên đến, chứ còn mà như Mỹ đây sự tư bản các thứ như do thì đừng có cá người nó mà hôi nha. Là cái bọn bá que, và ở đấy mình cho mọi người, mình đọc cho mọi người một cái bài bài viết của cái bạn là Hoàng Tất Hải đấy, rồi sau đó mình sẽ phân tích. Đó, của cái bản bài viết của bạn Hoàng Tất Hải là nói về cái chuyện mà bọn nhân quyền Mười Lò mà đến Đắk Lắk đấy. Đây là hai cái con Mười Lò nha mọi người. Đấy, con này, đấy là con này là Mười Lò và thằng này cũng Mười Lò. Đấy, thì mình đọc cái bài này ra tí nữa mình mới nói rằng là nhân quyền là không nên can thiệp. Đấy, cái gì chứ mà nhân quyền thì ở Việt Nam thì có thừa nha. Mười Lò mà đến á, mà thêm á thì xin là Việt Nam cho mấy mớ nha. Thế dư mình đọc cái bài viết của Hoàng Tất Hải là cầu quyền của phương Tây đã có mặt tại Đắk Lắk. Đây, Ủy ban Nhân quyền Tây Lông đã có mặt tại Đắk Lắk yêu cầu thả 62 tên khủng bố giết người hàng loạt. Sau lại sinh ra cái ủy ban toàn bọn thiểu nào nhỉ, lấy tư cách gì mà can thiệp vào nội bộ của đất nước tao? Nên nhớ rằng từ năm 61 đến năm 73, Mỹ ném bom giết hại hàng loạt người dân vô tội tại Việt Nam, thì chả thấy thằng nào đại diện cho cái gọi là nhân quyền đến để can thiệp, mặc sức cho Mỹ và bè lũ tay sai của chế độ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa tha hồ hoành hành giết hại dân thường một cách dã man. Nay chúng đánh hơi người thấy mùi máu, bèn vác mặt ra oai lấy cây mác Ủy ban Nhân quyền quốc tế để can thiệp và bắt buộc chính quyền Đắk Lắk phải thả người. Chầm chầm nha mọi người, rồi bạn này làm cái mặt cười, kiểu như là nhào. Ủa thế mấy chục thằng khủng bố kia là công dân nước nào nhỉ? Gây án ở đâu? Có phải công dân của bọn Tây Lông không mà đòi người?
thật tức cười, cảm ơn bọn mày đã làm tao hết bệnh táo bón nhé. Nhẹ cả người. Tấm Lưu Phái Anh Nguyễn Tấm có kéo Hoàng Tất Hải vào đấy chơi ấm với anh không? Đấy, cái bạn ấy, bạn viết bài rất là hay và mình cũng rất là đồng quan điểm với cái bài viết của cái bạn này. Đó, và mình phân tích thêm, mình nói thêm mấy cái á. Thì bạn Hoàng Tất Hải, bạn đã nói rằng cái khí mà Mỹ đem bom đến đánh chiếm Việt Nam từ dưng nữa là thả bom, đưa bom đến là rồi lên đầu người dân thường, thì chả thấy cái thằng dân quyền nhắn quyền nào đến là can thiệp cả. Đấy, thì cái này á thì có nhưng mà chúng nó sợ thằng Mỹ lắm, cho nên chúng nó không dám đến theo cái kiểu như ăn vạ như kiểu thế này. Đó nè, chúng nó không đến ăn vạ theo kiểu như này mà những cái người nhân quyền mà của khắp thế giới mà ngày xưa đến can thiệp Mỹ chiến tranh rồi nào là đi tìm chị ấy cái địa ngục trần gian đấy là chính hầm đấy, hầm chị ấy chuông hồ địa ngục trần gian đấy, là cái đó là viết thành cả một quyển sách đấy, là nhân quyền ngày xưa là họ thật mà họ thơm, họ thảo, họ thương kia hầm cọp, cái chuông cọp mà gọi là cái bảy chí chính hầm mà địa ngục chí đó, địa ngục trần gian này nhiều tên lắm, địa ngục trần gian này, địa ngục chính tầng này, rồi địa ngục chí nhiều tên lắm. Đã, mình đã đọc nguyên cái quyển này rồi, và cái nhóm nhân quyền đó là mặc dù là bị Mỹ là đón đường rồi là thủ tiêu và cấm đoán bằng bất kỳ mọi cách, nhưng mà họ vẫn là điều tra được ra cái địa ngục là trần gian được ngụy trang sau một vườn rau rất là kín đáo, không ai biết. Bao nhiêu đoàn đến chỉ là được kiểm tra và được đưa đi là giới thiệu cái cảnh sinh hoạt của lính Mỹ là họ có trồng rau trong kia nó kia để ăn uống tăng cải thiện đấy, chứ còn cái vườn rau qua cái cửa phía bên kia có một cái cửa thông phía sau đằng rau phải phía cuối đường, nói lấp tấp hấp tấp quá rồi nói luôn tung phèo, phía cuối vườn rau đấy là cái cổng đó là không được ai vào và có cái cửa đóng, nhưng mà các cái nhà nhân quyền hồi đó đã là bằng nhiều cách nghĩ nhiều mưu mà tránh được lừa được cái mọi cái nhóm mà là đưa đi mà xem vườn đấy. Thì khi đó mới vào phục mục kích được, mục kích sở thì được là cái địa ngục trần gian của thằng Mỹ đấy. Đó, và cái này á, là cái này thì có khi phải kể thành một kỷ lịch chứ, bởi vì là nó dài mà lý kỳ lắm đấy. Mà đến khi đấy, chẳng những là cái khí mà thoát ra khỏi cái địa hạt đó mà đến tận nước Mỹ rồi đấy, đến tận nước Mỹ rồi mà cái ống nhân quyền là vẫn phải là nhờ bạn bè là chuyển hộ khẩu rê bí mật là chuyển cả gia đình đi, không dám sống ở cái chỗ cũ nữa. Đấy, về nước Mỹ rồi đấy mà chúng nó còn theo để diệt. Mà Mỹ vợ đấy, kể cả ống đó là còn phải là giống như kiểu mà để dài tóc ra mà để mà ngụy trang đấy. Kính chứ nè. Chứ trước đấy nhân quyền là có, mà nhân quyền trước đấy là nhân quyền thơm, nhân quyền đúng cái nghĩa của nó, chứ không phải là hối hãm như cái bọn kênh kênh này. Đấy, thì dư á, ở đấy bạn nói rằng là thật là tức cười và cảm ơn bạn bọn, cảm ơn bọn mày đã làm táo hết bệnh táo bọn nhẹ. Nhẹ cả người. Thì cái này á, mình nói thế này, cái bàn bài này, viết này của bạn này rất là hay đó nè. Nhưng mà ở đấy á, thì nói đến cái bản chất của cái bọn nhân quyền á, thì gọi là cái bọn ba dơ nó cũng có, mà nhân quyền mà gọi là đường đường chính chính là nhân quyền á, thì là chỉ là ở những cái nước mà gọi là giống như là trung lập, là như Nga rồi như nói chung là các cái nước khác,
rồi là như cái gì, kể cả Pháp cũng không có đâu. Pháp cũng có hội nhân quyền, nhưng mà nhân quyền đó là cái loài ba dơ mùi lọ, như cái ở cái gọi là cái công ty gì, ở cái gọi là cái này là còn có cái tên gọi nữa kìa, có cái tên gọi của cái bọn này thì. Nhưng mà mấy bữa mình đọc lướt quá, mình đôi khi mình cũng thấy là rò mắt cái bọn này. Đúng nha mọi người, đấy là đấy là một cái thằng Tây mùi lọ, đấy cũng còn một con mùi lọ. Là nhiều bài đã nói là rằng là hắn đã đến Đắk Lắk. Đây, thì chào Phật Pháp nha, hello chào chị cùng đồng bọn. Đấy, thì ở đấy mình nói rằng thế này, quốc là có quốc pháp. Đó, kể cả nói đấy mà cho mọi người hiểu, hay là cho những cái bọn đề ca, mà những cái bọn mà đi phiến loạn đấy mà hiểu, và là cùng để cho những cái bọn này, mà cái con phiên, cái con này là cái con đeo khẩu trang này là cái con phiên dịch nha mọi người. Đấy, thì để mà mong mọi người chia sẻ cho đến tái cái con này, để nó dịch ra cho cái bọn Tây, Tây lống này, cho cái bọn Tây lọ, mùi lọ này nó biết rằng Việt Nam có quốc pháp nha, Việt Nam có quốc pháp đó. Và chúng mày là ai, là tổ chức của nhân quyền, chúng mày lấy cái tên rất là kêu là Ủy ban Nhân quyền Thế giới, nhưng mà nhân quyền này là nhân quyền của ai, thế giới nào, hay là chỉ là cái tên đấy? Có phải là lấy cái tên ấy giống như kiểu con hổ giấy ấy, đúng không? Đấy, chứ nếu mà đương đương chính chính các ngươi là một tổ chức nhân quyền, một cái ủy ban nhân quyền đấy, thì phải là can thiệp với Việt Nam, là can thiệp với cái bọn DK, là nên trả cuộc sống bình yên cho người dân Việt Nam, cho người dân Tây Nguyên. Chứ chúng mày không có quyền đến mà đòi Việt Nam phải thả 62 cái thằng cô hồn các đảng DK mà đáng yên đáng lành nữa, mà chạy đi là bắn giết người ta nha. Người ta đang ngủ, người ta đang đi làm yên lành như thế đấy, mà chúng mày đòi là Việt Nam phải thả 62 thằng kia đấy. Thì tao nói với mày nha, hai cái con mùi, hai cái thằng đứa mùi lọ này, là nếu như nha, nếu như mà tây là mùi lò nha, chúng mày mà gây án ở Việt Nam nha, thì cũng phải là chịu hình phạt theo cái quốc pháp Việt Nam, hoặc là dẫn đồ theo cái luật của cái nước sở tại đó đấy. Chứ chúng mày là cái quái gì đấy? Tao chưa thấy trên thế gian này, trên thế giới này chưa có một đất nước nào, và cũng chưa có, ngoài trừ cái bọn khủng bố ra nha, thì chưa có một cái hiệp hội nào mà mang cái nhạc là nhân quyền hay là ủy ban nhân quyền mà lại đi bảo kê cho cái bọn khủng bố hết, bắn giết người hết nha. Chúng mày đừng có bé xé ra to, mà cũng đừng có làm quan trọng hóa cái chuyện này đó. Chính những cái bọn mà đê cá này, bọn giết người mà khi người ta đang ngủ, đang yên, đang lành giữa mà đi giết người á, chính những cái bọn này mà ở xứ Tây Lống nhà chúng mày đấy, thì chúng nó chỉ là lên nếu cái kia treo lau nóc tủ là hốc chưa sánh cả nải, ngay trong nốt nhạc đầu tiên, nghe chưa cái bọn chó. Đây, con này, cái con này là tại mùi lò, và thằng này cũng mùi lò nha mọi người. Đó, và nhiều clip đã nói rằng là, nhiều bài đã nói rằng là hắn đã đến Việt Nam. Và đấy rõ ràng là có quay người Việt Nam đây, thì cái ảnh này không phải là ảnh ghép, cũng không phải Photoshop. Đó nè. Mà nếu mà bọn này đến thật rồi á, hoặc ở đấy ai là lấy cái bài viết này, lấy cái ảnh này mà đem bỏ cho cái bài viết này á, thì đó cũng là một cái chuyện mà chắc chắn là có tiền lệ từ trước đấy rồi. Đó, cho nên á, chúng nó nếu như mà có cái bài viết, có cái chuyện thật như thế này, là Tây Lống đã đến Việt Nam mà can thiệp cái vụ Đắk Lắk, đòi chính quyền Việt Nam phải thả 62 thằng là
62 thằng khủng bố á, thì tao nói với cái bọn mùi lò nhà chúng mày đấy, chưa bao giờ mà có cái nhân quyền nào mà đi đòi là can thiệp để thả cái bọn khủng bố ra cả nha. Chỉ có cái tổ chức của Binh Đen ngày xưa đấy nha, thì tổ chức của nó thì mới đi đòi cái mới đi đòi quyền lợi rằng là trả tự do cho chúng nó, chứ mày chúng mày có phải là tổ chức của chúng nó hay sao mà lại đi đòi tự do cho khủng bố? Có những cái đúng là rảnh hơi thật á, chúng mày quá rảnh háng thì đắp chăn nằm mà ngủ, nghe chưa? Chứ Việt Nam tao đây là có quốc pháp nha, nhỏ nhỏ rửa nhưng mà có quốc pháp. Từ dưng đến mình nếu đúng rồi, làm chi có cái chuyện này, kể cả ở nơi cái đất nước của chúng mày cũng thế. Đấy, chưa có một cái nơi nào mà nói rằng là không phải là tổ chức của nó, mà gọi là nhân quyền đấy. Gọi là cái ủy ban nhân quyền mà lại đi đòi trả tự do cho bọn khủng bố. Thì cái chuyện này là quá là ngược đời, chưa bao giờ thấy nha. Hai cái con đọt kia. Có khá nhiều cái hình ảnh giống như là đang ngồi ở trụ sở, hoặc là đang ngồi ở trụ sở tại Việt Nam đấy. Đấy, thì chúng mày có điên à? Hay là chúng mày cũng dùng kém đánh răng sách tay của Pháp về hay sao? Hả? Mà chúng mày ngạo thì treo lên cột điện mà ngồi nha thằng Mùi Lò, con Mùi Lò. Đấy, đừng có đồng chạm đến người Việt Nam, cũng đừng có can thiệp vào cái nội bộ của người dân Việt Nam. Rằng là có ai đó mà gây hấn với đất nước Việt Nam đấy, thì cũng là quốc có bộ chính trị và có quốc pháp của Việt Nam trừng trị. Không đến lượt chúng mày nha. Đừng có rảnh háng. Rảnh háng thì cởi cho ruồi nó bấu, chứ đừng có làm những cái việc ruồi bấu mà trời ơi đất ơi như thế. Nó rẻ rúng lắm, nó bèo bọt lắm. Chứ tay lông nhau chúng mày gọi là cái quái gì mà cứ làm như đúng rồi. Mọi người có biết không? Dư mà nói ở Việt Nam á, mà nói là được đi Anh rồi là được đi ở đâu đó, là coi như là tưởng rằng là ta là cáo sáng hay là thế lò thế trái lắm. Đấy, nhưng mà cái thằng Anh nó ngu hết thân chó mọi người ạ. Chỉ có là hắn trung so, mà ngày trước kia đấy, xưa kia đấy, chỉ có là hắn trung so cái ác, hắn với thằng Mỹ là trung so cái ác, trung so cái cô hôn các đảng, cho nên hắn chiếm được cái ưu thế đầu tiên. Đó là bắt cả thế giới phải nói theo cái tiếng nói của hắn. Đấy, rồi á, bắt cả thế giới phải tiêu cái đồng đô la của thằng Mỹ. Đó là cái cách trung so của cô hồn đấy. Chứ còn á, đến cái thời 2023 này rồi, như cái mua Covid đấy, dân Anh còn đốt hết 5 cái cột là 5G. 4G đang chuẩn bị tiến lên 5G thì là bị nó đốt cháy mất 5 cột đấy. Nó bảo rằng là cái Covid này là do cái từ cái cột 5G mà ra. Đấy, mọi người xem thử là tay lông khốn hay là dở. Đó, Việt Nam ngu thì ngu, bà què thì được cái là ăn rồi răng chửi Việt Nam là ngu. Nhưng mà bà què Việt Nam thì lại là chưa hề là đốt cái cột 4G hay 5G nào cả. Đó này, nhưng mà Anh là có rồi đó. Trong máy này có luôn, cho mọi người xem luôn nha. Chứ để mình tìm cho mà xem chứ không nói điêu. Đấy, thông minh ở chỗ nào? Thông minh ở chỗ nào mà lại đi nói rằng là cái cột áp 5G là sản xuất ra virus để ra cái COVID-19.
Thật chúng nó ngu không thể tưởng tượng luôn, chứ đừng nghĩ rằng là chúng nó khôn hơn Việt Nam Cộng sản mình, mà chẳng quá là chúng nó đi trước. Đấy, rồi cùng chả ai cấm vận chúng nó, cho nên chúng nó giao thương được. Chúng nó nới mở rộng chỉ nối dài cái vòng tay đi khắp thế giới, lại bình yên làm ăn, làm giàu. Cho nên chúng tất nhiên chúng nó giao trước, đó là cái tuyên truyền tất yếu. Còn Việt Nam sinh sau để muộn thì sẽ là nghèo hơn thì đúng rồi. Đó là, nhưng mà khốn hơn mới là cái chuyện để mà nói. Cả cái thế giới này có mấy ai mà dám như là Việt Nam đứng lên đánh cái thằng Trung Ro như thằng Mỹ. Rồi thôi, mình chào mọi người nhá. Mình tấm từ đầu lịch á, là mình nói đến cái bọn nhân quyền mà đến Đắk Lắk đấy. Thì rồi mà nếu cảm thấy có lý có tình á, thì nhờ mọi người chia sẻ cho một like, rồi là cho ấn cái nút đăng ký để ủng hộ mình xiếng nói nha mọi người. Chào mọi người, mình chúc con mình xin kết.